Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay, thứ tư, ngày 10 tháng 4 có những nội dung đáng chú ý. Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hưng Yên lần thứ 6, nhiệm kỳ 2024-2029. Địa phương đầu tiên của tỉnh Hưng Yên tiến hành lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Sản xuất công nghiệp quý 1 của Hưng Yên duy trì đà tăng trưởng và tiếp tục đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh. Lan tỏa tình yêu biển đảo đến với học sinh và tuổi trẻ tỉnh Hưng Yên. Thông tin về vụ trẻ mầm non bị bạo hành tại xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm lan truyền trên mạng xã hội. Sáng nay, tại thành phố Hưng Yên diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố lần thứ 6, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên cấp huyện. Tới dự và chúc mừng đại hội có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên. Thành phố Hưng Yên hiện có trên 20.000 thanh niên, trong đó có gần 5.600 hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội của thành phố tổ chức 6 cuộc thi ý tưởng sáng tạo, thu hút 7.000 thanh niên tham gia, có gần 1.200 ý tưởng dự thi, tuyên dương khen thưởng 50 ý tưởng sáng tạo, tổ chức thăm tặng quà cho 970 học sinh và gần 380 cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 250 triệu đồng, phối hợp xây dựng một nhà đại đoàn kết cho cựu thanh niên xung phong trị giá 15 triệu đồng, tổ chức 86 buổi phát động trồng cây xanh. Đại hội hiệp thương chọn cử 33 ủy viên tham gia Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hưng Yên khóa 6, nhiệm kỳ 2024-2029, bầu chức danh chủ tịch hội. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2024 được khen thưởng. Sáng nay, đoàn kiểm tra số 1 của Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025 do đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh làm trưởng đoàn đi kiểm tra công tác triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại huyện Kim Động. Giai đoạn này, huyện Kim Động có 4 xã thực hiện sắp xếp theo phương án xã Thọ Vinh và xã Phú Thịnh sáp nhập thành xã Phú Thọ, xã Nhân La và Vũ Xá sáp nhập thành xã Diên Hồng. Đến nay, các xã đã lập và niêm yết danh sách cử tri với tổng số hơn 17.600 cử tri. Theo kế hoạch, việc lấy ý kiến cử tri sẽ được tổ chức thực hiện bắt đầu từ 7 giờ ngày 20 tháng 4 và kết thúc vào 17 giờ ngày 21 tháng 4. Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lê Huy đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của cấp ủy chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Kim Động trong thực hiện nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền huyện Kim Động và các địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tiếp tục ra soát, nắm bắt tâm tư nguyện vọng và xây dựng phương án, lộ trình bố trí, sắp xếp và giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Đối với việc lấy ý kiến cử tri phải bảo đảm nghiêm túc, đúng quy định. Cũng trong ngày hôm nay, đoàn kiểm tra số 2 của Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025 đến kiểm tra tại huyện Tiên Lữ và Ân Thi. Buổi sáng, đoàn kiểm tra làm việc với Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính huyện Tiên Lữ và 7 xã thị trấn thực hiện sắp xếp là thị trấn Phương, xã Dị Chế và xã Ngô Quyền, xã Hải Triều và xã Đức Thắng, xã Cương Chính và xã Minh Phượng. Buổi chiều làm việc với Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính của huyện Ân Thi và 6 xã triển khai sáp nhập thành 3 đơn vị hành chính mới của huyện gồm xã Tân Phúc, Quang Vinh, Văn Nhuệ, Đa Lộc, Hồng Quang và xã Hồng Vân. Đoàn kiểm tra ghi nhận hai huyện Tiên Lữ và Ân Thi cơ bản đảm bảo tiến độ triển khai kế hoạch, nhiệm vụ đề ra. Bên cạnh ra soát cử tri đúng đủ theo quy định, các ban chỉ đạo cũng quan tâm nắm bắt tình hình an ninh trật tự tại địa phương mình quản lý. Đoàn kiểm tra yêu cầu ban chỉ đạo hai huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao sự đồng thuận của nhân dân, đồng thời khẳng định quyền lợi, chế độ đối với công chức, cán bộ dôi dư sau sáp nhập sẽ được tỉnh quan tâm đảm bảo. Tỉnh cũng sẽ có chính sách đảm bảo các quyền lợi cho nhân dân đối với việc hoàn thiện giấy tờ hành chính sau khi sáp nhập. Sáng nay, thành phố Hưng Yên bắt đầu thực hiện lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 tại 5 phường xã Quang Trung, Lê Lợi, Phương Triểu, Hồng Nam và Liên Phương. Đây là địa phương đầu tiên của tỉnh tiến hành lấy ý kiến cử tri trong số 7 huyện thành phố thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đợt này. Theo đó, đồng loạt 26 tổ lấy ý kiến cử tri ở 26 thôn, tổ dân phố
thuộc 5 phường xã thực hiện sáp nhập đã thực hiện phát phiếu lấy ý kiến cử tri đến từng hộ gia đình chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc sắp xếp đơn vị hành chính. Đây là công việc quan trọng đảm bảo công khai dân chủ cũng như quyền nghĩa vụ trách nhiệm của cử tri được thực hiện đầy đủ. Trước kia hai phường cũng là một, thì bây giờ có tách ra, bây giờ sáp nhập lại là dân chúng tôi nói chung là đều là nhất trí cả. Chúng tôi trực tiếp đi lấy phiếu ý kiến của cử tri, thực hiện 8 trên 8 tổ dân phố thì cũng được người dân rất là đồng tình ủng hộ. Để việc lấy ý kiến cử tri diễn ra thuận lợi và thành công, trước đó thành phố Hưng Yên và các phường xã đã có sự chuẩn bị kỹ càng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu và nhân lực tham gia, như niêm yết công khai các tài liệu liên quan và danh sách cử tri tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường xã và các nhà văn hóa thôn tổ dân phố, tăng cường thời lượng tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của việc sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức hội nghị cử tri tại mỗi thôn tổ dân phố, tập huấn cho thành viên các tổ lấy ý kiến cử tri. Đây là việc làm mà thực hiện từ Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, rồi tỉnh ủy, Ủy ban nhân tỉnh xuống đến lãnh đạo xã, thì tôi rất là thống nhất và rất ủng hộ, là vì cái bộ máy hành chính của chúng ta còn công cạnh, cho nên phải giảm bớt đi để nhà nước bớt chi phí cái tiền này, vì thu cho cùng là tiền thuế của dân. Cái địa dưới hành chính nó lớn lên để hỗ trợ nhau để mà phát triển kinh tế. Đến ngày nay thì chúng tôi rất là hiểu là thứ nhất là về địa dưới hành chính rất là hợp lý, cái thứ hai là giữa cán bộ lãnh đạo là được bớt gọn đi để nó giảm được chi phí của nhà nước. Việc lấy ý kiến cử tri trên địa bàn 5 xã phường ở thành phố Hưng Yên sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 4 năm 2024. Trong khoảng thời gian này, các địa phương tiếp tục rà soát, nắm bắt biến động số lượng cử tri để kịp thời bổ sung các trường hợp khuyết thiếu, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn thành phố. Sau khi thực hiện xong việc lấy ý kiến cử tri, các xã phường sẽ khẩn trương hoàn thiện các nội dung liên quan để kịp thời trình Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua, tổng hợp và hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh theo tiến độ đã đề ra. Trong quý 1, dù tiếp tục gặp nhiều khó khăn, nhưng hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn duy trì đà tăng trưởng và đóng góp lớn vào tốc độ phát triển của tỉnh. Theo đó, chỉ số sản xuất công nghiệp quý 1 năm 2024 tăng 6,09%, tăng so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng chưa cao như kỳ vọng, nhưng là tín hiệu cho thấy sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục phục hồi và phát triển. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất và phân phối điện có mức tăng trưởng khá. Hoạt động cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm nhẹ. Các sản phẩm có sản lượng sản xuất tăng so với cùng kỳ năm trước là sản xuất trang phục tăng trên 11%, sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu, sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn trừ máy móc, thiết bị tăng gần 22%. Cao nhất là sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng gần 39%. Tính chung lĩnh vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,49%, cao hơn mức 6,28% của cả nước và đóng góp 4,57% vào tăng trưởng kinh tế chung của cả tỉnh. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP quý 1 năm 2024 ước tăng 6,71% so với cùng kỳ năm 2023, cao hơn mức 5,66% của cả nước. Những năm qua, Hưng Yên nằm trong top đầu những tỉnh phát triển kinh tế nhanh của cả nước. Số doanh nghiệp vừa và nhỏ thành lập mới ngày càng nhiều, nhưng chưa mạnh và chưa tương xứng với vị thế của nhóm doanh nghiệp đông đảo này. Vậy làm thế nào để giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ của tỉnh Hưng Yên phát triển? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Từ một sinh viên thế hệ 8X đi làm thêm và vấp thị trường từ sớm, nên ngay khi tốt nghiệp đại học, Bình cùng những người bạn của mình mở công ty chuyên về sản xuất giá đỡ, kệ kê hàng hóa. Đây là một mặt hàng phụ trợ cho các doanh nghiệp như đa số doanh nghiệp vừa và nhỏ khác, ban đầu gặp không ít khó khăn về vốn mặt bằng, nhưng với quyết tâm và định hướng sản xuất rõ ràng, đến nay doanh nghiệp đã phát triển với quy mô diện tích 1 hectare trong khu công nghiệp Yên Mỹ 2. Sản phẩm không chỉ tiêu thụ tại thị trường trong nước mà còn xuất khẩu. Doanh thu năm 2023 đạt hơn 40 tỷ đồng. Thành công bước đầu là tiền đề để doanh nghiệp vươn lên trở thành doanh nghiệp lớn. Bằng những cái trải nghiệm thời gian qua thì trước hết những doanh nghiệp nhỏ để phát triển thì trên tinh thần thì có các cái định hướng sau. Một là cái phải có cái mục tiêu của doanh nghiệp. Cái thứ hai là chúng ta phải thực hành cái mục tiêu của cái doanh nghiệp đặt ra. Ánh Hồng là một trong nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ tại huyện Khoái Châu.
Để phát triển, doanh nghiệp đã nhiều lần chuyển đổi mặt hàng sản xuất cho phù hợp với xu thế thị trường. Hiện công ty đang sản xuất hương và quế xuất khẩu với quy mô 150 lao động. Điểm đặc biệt tại doanh nghiệp này là hầu hết số lao động đều ngoài 50 tuổi, là người địa phương, thu nhập bình quân từ 5 triệu đến 6 triệu đồng một người trên tháng. Đây là những lao động không đáp ứng cường độ làm việc ở những doanh nghiệp khác. Dù thu nhập không cao, nhưng đây là lựa chọn tốt cho họ. Điều đó cho thấy doanh nghiệp vừa và nhỏ là nhóm doanh nghiệp dễ bị tổn thương trước những khó khăn biến động của thị trường và khó đáp ứng những tiêu chuẩn cao trong sản xuất. Tuy nhiên, cái lợi của nhóm doanh nghiệp này là quy mô nhỏ nên dễ chuyển đổi ngành nghề, lĩnh vực sản xuất để thích ứng với thị trường. Tỉnh Hưng Yên hiện có gần 17.000 doanh nghiệp, khoảng 90% trong số này là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên, trước khó khăn vừa qua, không phải doanh nghiệp nào cũng duy trì ổn định và phát triển đi lên như hai doanh nghiệp vừa đề cập ở trên. Đa phần các doanh nghiệp vừa nhỏ đi lên từ các xưởng nhỏ, họ có hiểu về sản phẩm nhưng họ lại không hiểu về cách quản lý cũng như về kiến thức về luật pháp. Doanh nghiệp chúng ta cũng cần phải cải tổ lại về cái phương thức kinh doanh cũng như tiếp cận thị trường làm sao cho nó tốt hơn để cùng tiến lên. Để các doanh nghiệp vừa và nhỏ của tỉnh Hưng Yên cũng như cả nước phát triển, theo các chuyên gia kinh tế và từ thực tế tại các nước phát triển, tính liên kết là yếu tố quyết định hàng đầu, đó là liên kết giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa với nhau và liên kết với các doanh nghiệp lớn. Theo mô hình, doanh nghiệp lớn sẽ đóng vai trò dẫn dắt, còn doanh nghiệp nhỏ và vừa giữ vai trò cung ứng, sản xuất phụ trợ cho các doanh nghiệp lớn. Khi đã có doanh nghiệp lớn đóng vai trò là bệ đỡ, là thị trường tiêu thụ, thì doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ mạnh dạn đầu tư, nâng cao năng lực để phát triển mở rộng hơn. Trong bối cảnh giá vàng nhẫn tăng kỷ lục những ngày gần đây, thị trường vàng tại Hưng Yên cũng có những biến động theo thị trường trong nước và thế giới. Ghi nhận lúc 16 giờ chiều ngày 10 tháng 4, tại một số cửa hàng vàng ở thành phố Hưng Yên, giá vàng 4 số 9 được niêm yết ở mức 7.650.000 đồng đến 7.700.000 đồng trên chỉ bán ra và quanh mức 7.500.000 đồng trên chỉ mua vào. Mức giá này tăng khoảng 100.000 đồng so với mức giá vào sáng nay và chiều ngày 9 tháng 4. Lượng người mua bán giao dịch có tăng nhẹ, song chủ yếu vẫn rẻ chừng để tìm hiểu thị trường, không đầu tư ồ ạt. Thị trường nó biến động như này thì dân tình thì họ cũng đến để họ xem xét thị trường như nào. Hôm thần tài thì nó có 6-4 bao nhiêu đấy, bây giờ nó lên thì cũng nhiều, cái lượng mua bán thì nó cũng có gọi sôi động hơn trước một chút. Vàng nhẫn tăng kỷ lục dẫn đến mặt hàng này trở nên khan hiếm trong nước. Tuy nhiên, khảo sát tại một số cửa hàng trên địa bàn thành phố Hưng Yên vẫn đảm bảo nguồn cung phục vụ người dân. Chủ yếu người dân mua vàng nhẫn vàng trơn loại 1 chỉ, 3 chỉ. Một số bộ phận mua đầu tư từ 5 chỉ đến 1 cây cũng không phải chờ đợi lâu. Sáng nay, Hội Người Mù tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Hội Người Mù Việt Nam 17 tháng 4 1969, 17 tháng 4 2024, sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 39 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật. Sự lễ kỷ niệm có đồng chí Đinh Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Người Mù Việt Nam. Cùng với sự phát triển của Hội Người Mù Việt Nam từ khi thành lập năm 2011 đến nay, Hội Người Mù tỉnh Hưng Yên có trên 1.000 hội viên. 5 năm qua, tổ chức được 20 lớp học nghề truyền nghề cho gần 370 hội viên. Với các nghề tin học, xoa bóp bấm huyệt, Hội Người Mù tỉnh đang quản lý nguồn vốn trên 1,2 tỷ đồng từ nguồn quỹ quốc gia, giải quyết việc làm cho 52 hội viên vay vốn để phát triển kinh tế. Các cấp hội duy trì hoạt động của 56 cơ sở xoa bóp bấm huyệt, tạo việc làm ổn định cho gần 120 hội viên. Nhiều hội viên người mù được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Tại lễ kỷ niệm, nhiều hội viên được trao tặng gậy đi đường và tặng kỷ niệm chương vì hạnh phúc người mù. Biển đảo là một phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam, được nhiều thế hệ xác lập, bảo vệ và thực thi chủ quyền. Phát huy truyền thống đó, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên luôn có những hoạt động thiết thực, ý nghĩa để góp phần xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Sinh ra và lớn lên ở địa phương nằm sâu trong đất liền, những học sinh này chưa từng nghĩ đến việc sẽ sống và làm việc tại khu vực biển đảo. Sau buổi tuyên truyền về biển đảo và hoạt động thu hút nguồn nhân lực cho Hải quân của Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, nhiều em đã thay đổi suy nghĩ.
Sau buổi tuyên truyền ngày hôm nay, em đã hiểu biết được thêm về lực lượng hải quân, là lực lượng nòng cốt để bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước Việt Nam. Xem những cái video về lực lượng hải quân Việt Nam thì em thấy đôi chút là rất là thú vị và cảm thấy khá là vinh dự khi được tham gia vào lực lượng hải quân Việt Nam. Có thể trong tương lai em sẽ cân nhắc để đăng ký. Với đường bờ biển dài hơn 3.000 km và vùng biển rộng lớn, cùng diễn biến phức tạp của tình hình chính trị quốc tế, đòi hỏi nước ta phải xây dựng lực lượng hải quân chính quy hiện đại, đồng thời phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững chủ quyền vùng biển của Tổ quốc. Những ngày vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Vùng 1 Hải quân tổ chức các buổi tuyên truyền tại các địa phương, thu hút hàng nghìn cán bộ đảng viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia. Chủ điểm của những buổi tuyên truyền giúp cán bộ nhân dân có cái nhìn cụ thể, toàn diện về công cuộc xây dựng và bảo vệ biển đảo Tổ quốc, đồng thời giúp mỗi người thấu rõ vị trí, tầm quan trọng và tình hình thực tiễn trên các vùng biển đảo nước ta, trân trọng những gian lao vất vả hy sinh của người lính hải quân, từ đó thu hút nguồn nhân lực xây dựng quân chủng hải quân. Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 1 Quân chủng Hải quân thông tin về cái tình hình Biển Đông thời gian gần đây và cái kết quả thực hiện nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền của cán bộ chiến sĩ hải quân. Mục đích là nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, rồi xây dựng động cơ, trách nhiệm và đặc biệt là cái tình yêu đối với biển đảo Tổ quốc cho các cái tầng lớp nhân dân để cùng đồng hành với cán bộ chiến sĩ quân chủng hải quân trong thực hiện nhiệm vụ rất là cao cả, rất là thiêng liêng, đó là bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, và tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực cho các cháu là học sinh trung học phổ thông, vì đây chính là cái lực lượng sẽ kế cận rồi là kế tiếp cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ hải quân hiện tại. Hướng về biển đảo quê hương, các tổ chức đoàn thể, các trường học trên toàn tỉnh Hưng Yên đã và đang tổ chức nhiều hoạt động, chương trình thiết thực như các cuộc thi tìm hiểu về biển đảo đất nước, chương trình hành trình tuổi trẻ với biển đảo quê hương. Đã tổ chức đoàn công tác đến thăm, tặng quà đến cán bộ chiến sĩ và nhân dân một số hải đảo. Từ đó, nhân lên tình yêu nơi đầu sóng, ngọn gió với các đồng bào chiến sĩ ngày đêm gìn giữ một phần máu thịt của quê hương. Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hưng Yên lần thứ 11 năm 2024 vừa kết thúc thi đấu giai đoạn 1 với các môn bóng đá nam tiểu học, bóng rổ nam trung học phổ thông, cầu lông và điền kinh. Tham gia thi đấu giai đoạn 1 có trên 1.000 vận động viên đến từ 31 trường trung học phổ thông và 10 đoàn thể thao của phòng giáo dục huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Trải qua 4 ngày thi đấu, ban tổ chức tiến hành trao giải cho từng bộ môn. Môn bóng đá nam tiểu học có một cúp vô địch dành cho đoàn thể thao phòng giáo dục và đào tạo thị xã Mỹ Hào. Môn bóng rổ nam trung học phổ thông cúp vô địch được trao cho phòng liên cấp Edison Eco Park huyện Văn Giang. Môn cầu lông trao 64 huy chương, trong đó có 16 huy chương vàng. Môn điền kinh trao 112 huy chương, trong đó có 28 huy chương vàng. Ngày 14 tháng 4, lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hưng Yên năm 2024 sẽ được tổ chức tại sân vận động trung tâm bóng đá PVF của huyện Văn Giang. Từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 4, Hội khỏe sẽ bước vào thi đấu giai đoạn 2 với các môn bóng bàn, cờ vua và bóng đá nữ trung học phổ thông. Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, qua công tác nghiệp vụ cơ bản, tối ngày 9 tháng 4, công an xã Lạc Hồng phát hiện trên mạng xã hội đăng tải video, trong đó có nội dung một người phụ nữ khi đang cho một cháu bé ăn thì có hành vi dùng tay và dép đánh cháu bé. Theo thông tin đăng tải, nơi xảy ra vụ việc tại một trường mầm non trên địa bàn xã Lạc Hồng. Qua xác minh, lực lượng công an xác định có sự việc như trong nội dung video, nhưng đã xảy ra từ khoảng cuối năm 2023 tại cơ sở mầm non tư thục Hoàng Oanh có địa chỉ tại thôn Quang Trung, xã Lạc Hồng. Công an xã đã trực tiếp đến cơ sở mầm non kiểm tra và mời chủ cơ sở đến trụ sở để làm việc, đồng thời xác minh và mời người phụ nữ nghi vấn trong video có hành vi đánh cháu bé lên làm việc. Tại cơ quan công an, người phụ nữ này thừa nhận bản thân là người đã có hành vi như trên. Vụ việc đang được cơ quan công an xã tiếp tục xác minh, làm rõ. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.